Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay thành phố đã ghi nhận 68 ca mắc biến chủng Omicron, trong đó 65 ca là người nhập cảnh, 3 ca cộng đồng. Và trước diễn biến mới, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ các giải pháp để ứng phó, khuyến cáo người dân tuân thủ chặt chẽ quy tắc 5K. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chung của 3 ca nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng đều có liên quan đến một phụ nữ nhập cảnh từ Mỹ. Người này tới Nha Trang ngày 7 tháng 1 cách ly tập trung 3 ngày. Ngày 9 tháng 1 xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính. Đến ngày 10 tháng 1 bà bay vào Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi phát hiện dương tính, trường hợp này đã được cách ly và giải trình tự gen. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh truy vết 11 trường hợp F1, trong đó phát hiện ra 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, dù cận kề Tết Nguyên đán nhưng hoạt động phòng chống dịch vẫn được tăng cường, các bệnh viện điều trị, bệnh viện dã chiến sẵn sàng kích hoạt trong 24 giờ. Đối với lại các cái chùm ca bệnh thì chúng ta phải thực hiện cho thật là tốt việc truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Và đối với các cái trường hợp mà nhiễm mới, còn những cái việc mà giám sát ở trong cái cộng đồng thì vẫn phải tiến hành. Các cái bệnh viện vẫn phải thực hiện cái sàng lọc đối với bệnh nhân đi vào trong bệnh viện. Về phía bệnh viện của Lê Văn Thịnh nói riêng và của các cái ngành y tế thành phố nói chung thì đang chuẩn bị sẵn sàng về nguồn nhân lực, kể cả dự trù các cái trang thiết bị thuốc, hóa chất v.v. sẵn sàng để có thể đáp ứng được cái yêu cầu khi mà dự báo số ca có thể tăng do cái chủng Omicron này. Dù Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện biến chủng Omicron trong cộng đồng, nhưng đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng người dân không quá hoang mang lo lắng nhưng không chủ quan lơ là. Thành phố đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với biến chủng mới này. Đại dịch COVID-19 đã biến nghề báo trở thành một công việc nguy hiểm khi các phóng viên phải thường xuyên tác nghiệp trong môi trường lây nhiễm bệnh rất cao. Tuy vậy, đông đảo các phóng viên nhà báo vẫn xông xáo dấn thân vào vùng tâm dịch, có mặt ở các bệnh viện dã chiến, đến với người dân ở xóm nghèo bị đại dịch hoành hành. Những khó khăn thử thách đó đã rèn giũa bản lĩnh báo chí của những người làm báo Việt Nam. Xung quanh vấn đề này, phóng viên VTC1 đã có cuộc trò chuyện với ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời mời phỏng vấn của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa ông, 2021 là một cái năm tác nghiệp khó khăn của giới phóng viên báo chí. Ông đánh giá như thế nào về cái tinh thần dấn thân của những người làm báo VOV trong cái đại dịch COVID-19 vừa qua thưa ông? Các đồng nghiệp của chúng ta ở trong tâm dịch đã vượt qua rất nhiều những cái khó khăn, thử thách để có thể đưa được những cái thông tin sống động nhất về công cuộc phòng chống đại dịch đến với công chúng. Thì Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng là một cái cơ quan báo chí hiếm hoi cử những cái đoàn phóng viên vào tăng cường cho đưa tin cho cái khu vực phía Nam. Họ có mặt xông xáo ở trái tim của sự kiện như những cái tâm dịch, ví dụ như cái trung tâm điều trị hồi sức tích cực, các cái bệnh viện dã chiến, rồi đến với những người dân ở những cái xóm nghèo. Thì chúng ta hoàn toàn tự hào về những cái điều mà đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã làm được trong năm 2021. Chúng ta là những người dấn thân, chúng ta kể những câu chuyện rất xúc động, rất chân thực, và chúng ta cổ vũ cho cái công cuộc đấu tranh phòng chống kiểm soát đại dịch. Đại dịch COVID-19 cũng đã giúp chúng ta sáng tạo nên nhiều cái phương thức tác nghiệp từ xa và đặt ra cái câu chuyện chuyển đổi số trong báo chí sẽ cần thiết hơn. Theo ông thì cái chuyển đổi số trong báo chí sẽ diễn ra ở những cái lĩnh vực như thế nào? Vì trong chuyển đổi số đối với báo chí gắn với rất nhiều vấn đề công nghệ, rồi thiết bị sản xuất được các nội dung số. Nhưng cái quan trọng nhất là chính là những con người có khả năng hoạt động trên cái không gian số. VOV đang tiến hành đào tạo lại, rồi xây dựng một cái đội ngũ mà có thể sản xuất những cái sản phẩm báo chí phù hợp với được số hóa. Và cái quan niệm là ở đâu có công chúng thì ở đấy phải có VOV để lan tỏa được những cái thông tin tích cực chính thống đến công chúng. Đơn vị mà thực hiện chuyển đổi số mà nổi bật ấy, thì có VTC với cái app của VTC Now. Năm 2022 thì được dự đoán là dịch COVID-19 sẽ vẫn còn diễn biến phức tạp và cái việc tác nghiệp của phóng viên nó sẽ vẫn còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Ông có cái chia sẻ cái thông điệp và cái lời nhắn nhủ như thế nào đối với những đội ngũ người làm báo phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thưa ông? Chúng ta đã có một cái tinh thần dấn thân, thể hiện được cái tinh thần dấn thân của người làm báo ở trong cái bối cảnh đại dịch 2021. Thì tôi nghĩ rằng cái tinh thần dấn thân là cái phẩm chất mà các nhà báo của VOV
luôn luôn phải lưu giữ và coi đấy là một cái yêu cầu hàng đầu đối với đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Chúng ta phải có mặt ở kịp thời ở những cái điểm nóng, những cái sự kiện thời sự chủ đạo để đưa được những cái thông tin chân thực nhất, chính xác nhất, thuyết phục nhất đến với công chúng. Bên cạnh đó thì phải tăng tính chuyên nghiệp. Chúng ta khác mạng xã hội là chúng ta là những người đưa tin chuyên nghiệp, những người sản xuất nội dung chuyên nghiệp, để những cái sản phẩm báo chí của chúng ta thực sự là mang dấu ấn của thời đại và có cái sức thuyết phục hấp dẫn công chúng ở mức cao nhất. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Sau hơn 4 năm thực hiện triển khai đề án tăng cường năng lực ghép mô và bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện trên 300 ca ghép. Trong đó kỳ tích nhất là thực hiện thành công 108 ca ghép gan với thời gian sống sau ghép tương đương với các nước trên thế giới, mang lại cơ hội sống cho hàng trăm người bệnh. Ca ghép gan đầu tiên của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được thực hiện thành công vào tháng 10 năm 2017 từ người cho sống. Đây là tiền đề để bệnh viện thực hiện thường quy hàng tuần với trung bình từ 1 đến 2 ca ghép gan. Thống kê hiện cả nước đã thực hiện được 300 ca ghép gan thành công, trong đó Bệnh viện 108 thực hiện được 108 ca, nhiều nhất cả nước với 105 ca từ người cho sống. Đây là kỹ thuật khó và phức tạp hơn rất nhiều so với ghép gan từ người hiến chết não. Thế thì kíp ghép gan đã phải làm việc cật lực và đi tổ chức cho các cái nhóm đi học ở nước ngoài cũng như là ở trong nước. Sau đó về thì chúng tôi tổ chức thực nghiệm cũng như là mời các cái chuyên gia trong 5 ca ghép đầu. Ngoài cái việc mà chúng ta phải học hỏi thì chúng tôi cũng tổ chức những cái hội thảo cũng như là tổ chức những cái buổi mà chúng tôi trao đổi với nhau để làm sao các cái nhóm kết nối một cách là nhuần nhuyễn với nhau để thực hiện các ca ghép gan cũng như là tổ chức ghép gan, nhất là trong ghép gan cấp cứu. Có những ca chúng tôi đã thực hiện trong vòng 24 tiếng. Hiện mỗi năm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện từ 40 đến 50 ca ghép gan với tỷ lệ thành công và thời gian sống sau ghép tương đương với các nước tiên tiến trên thế giới, nhưng chi phí thấp hơn rất nhiều. Đặc biệt là việc triển khai thành công phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan từ người hiến sống để ghép thành công, lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Chúng tôi tiếp tục phát triển, xây dựng, triển khai nhiều kỹ thuật ghép khó hơn với những đối tượng phức tạp hơn và mở rộng hợp tác, đào tạo, chuyển giao cho nhiều bệnh viện ở Trung ương, có thể hoặc kể cả bệnh viện tuyến tỉnh. Nếu có khả năng, có nhu cầu thì chúng tôi có thể sẵn sàng hợp tác và chuyển giao cho các bệnh viện để có thể nhiều trung tâm có thể triển khai được ghép gan. Bởi vì cái nhu cầu ghép gan hiện nay đối với người bệnh là nhu cầu rất lớn. Nhưng mà chỉ mấy ít trung tâm mới có thể tiến hành được cái ca như này. Đến nay, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã ghép được 8 trên 11 loại mô tạng với trên 300 ca ghép, nhiều nhất là ghép tế bào gốc, ghép thận và ghép gan. Bệnh viện cũng phấn đấu trong thời gian tới sẽ thực hiện ghép từ 100 đến 150 ca ghép gan mỗi năm, tiến tới ghép gan cho hai người không cùng nhóm máu, lấy gan của hai người ghép cho một người để giảm thấp nhất mức độ ảnh hưởng cho người hiến gan. Sáng nay ngày 21 tháng 1, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên phúc thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng 3 đồng phạm liên quan đến khu đất vàng của Sapeco rơi vào tay tư nhân theo đơn kháng cáo của các bị cáo. Trong phần làm thủ tục, Hội đồng xét xử thông báo việc nhận đơn xin xét xử vắng mặt của ông Vũ Huy Hoàng. Sau ít phút thảo luận, Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục phiên tòa để xét kháng án của 4 bị cáo. Trước đó, tháng 4 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt ông Vũ Huy Hoàng 11 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 30 tháng tù treo đến 9 năm tù giam. Hội đồng xét xử cáo buộc các bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất để thành lập liên doanh Sapeco Pearl. Sau khi hoàn tất góp vốn, các bị cáo tiếp tục chỉ đạo Sapeco thoái vốn, chuyển quyền quản lý tài sản nhà nước là khu đất trên sang tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát hơn 2.700 tỷ đồng. Năm 2021, Đài Tiếng Nói Việt Nam là một trong những cơ quan báo chí tiên phong có đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 cùng với các sự kiện trọng đại của đất nước. Đây là nội dung đáng chú ý được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Với vai trò là thành viên tiểu ban truyền thông, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn cập nhật, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo nội dung cho các đơn vị hàng ngày, hàng tuần.
Bình quân, mỗi ngày Đài Tiếng Nói Việt Nam sản xuất khoảng 230 đến 250 đơn vị tin bài. Ngày cao điểm lên tới 350 đến 400 tin bài, phản ánh công tác phòng chống dịch trên phạm vi cả nước. Phóng viên VOV ở trong nước cũng như thường trú tại nước ngoài đã dũng cảm dấn thân tác nghiệp tại các địa bàn nóng, bám sát các bệnh viện tuyến đầu chống dịch như Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, các bệnh viện dã chiến để đưa tin nhanh nhất, kịp thời nhất với quy trình tác nghiệp đảm bảo an toàn theo quy định của cơ quan chức năng. Đài đã vinh dự 3 lần nhận được thư khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có cách làm hay, sáng tạo, có tính định hướng cao trong công tác tuyên truyền về phòng chống dịch. Đặc biệt, trong tháng 9 năm 2021, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã cử đoàn phóng viên tăng cường do đồng chí Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng làm trưởng đoàn vào tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh phía Nam để đưa tin từ vùng nóng nhất và động viên các lực lượng ở tuyến đầu. Được coi là đặc sản của làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội, những con gà như vậy là được chọn từ trong trứng rồi tiến hành thiến khi còn nhỏ và bán với giá từ 300 đến 400.000 đồng trên 1 kg, khi đạt trọng lượng là khoảng 3 kg trên một con. Tuy đắt nhưng đặc sản này đang hút khách để phục vụ nhu cầu biếu tặng trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Nếu như gà trống thường chỉ có giá 90.000 đến 120.000 đồng 1 kg thì gà thái giám giá 300.000 đến 400.000 đồng 1 kg, cao gấp 3 lần. Những con gà nuôi từ 10 đến 11 tháng, trọng lượng 3 đến 3,5 kg, có giá khoảng 350.000 đồng 1 kg, gà nặng từ 4 kg trở lên, giá 400 đến 500.000 đồng 1 kg. Không những trải qua quá trình kỹ thuật thiến đặc biệt và nuôi trong khoảng thời gian gấp đôi gà thương phẩm bình thường, gà thái giám còn được nuôi hoàn toàn bằng thóc, ngô, các loại ngũ cốc, được bổ sung chất dinh dưỡng và canxi bằng cách ăn thêm giun, dế, cua, ốc, ruồi lính đen. Theo quan niệm của nhiều người, con gà là biểu tượng của mặt trời, báo hiệu một ngày mới, sự mới mẻ bắt đầu. Do đó, khi cúng lễ, thường dùng gà trống để cúng, nhưng phải là gà trống choai, không khuyết tật, màu đỏ, mỏ vàng, chân vàng và quan trọng nhất là vẫn chưa đạp mái. Vì thế, gà trống thiến càng được nhiều người lựa chọn. Theo thông tin của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, tới ngày 20 tháng 1, còn 812 xe chở quả thanh long và xoài của các tỉnh miền Nam đang nằm chờ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai. Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành Lào Cai có tổng số 310 phương tiện thông quan, trong đó xuất khẩu 118 xe gồm các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu tinh bột sắn, quả chuối tươi, thanh long, mít, dưa hấu, sắn lát khô. Hàng nhập khẩu có 192 xe gồm các mặt hàng chủ yếu rau củ quả, hàng tạp hóa, phân bón. Xe hàng Việt Nam còn tồn bên phía hà khẩu Trung Quốc chưa trả hàng xong là 82 xe. Hiện vẫn còn 815 xe hàng quả thanh long, xoài đang tập kết, nằm chờ xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai. Thưa quý vị, những ngày này là thời điểm mà vàng để kinh doanh hàng Tết. Sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dịch bệnh, các tiểu thương cũng như là doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đều kỳ vọng sự phục hồi vào những tháng cuối năm. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, chợ truyền thống còn chịu cảnh điều hưu vắng vẻ, sức mua tại hệ thống bán lẻ cũng thấp nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Chưa năm nào, các chợ truyền thống lại vắng lặng điều hưu vào những ngày cuối của tháng chạp như thế này. Nhiều chợ ngay tại trung tâm thành phố như chợ Bến Thành, chợ Ba Triều, chợ Tân Định đều chịu chung cảnh ngóng khách từng ngày. Dù đã cắt giảm lượng hàng dự trữ, nhưng khả năng tồn đọng hàng hóa vẫn có thể xảy ra. Theo các tiểu thương, năm nay không có khách du lịch, cũng không có Việt Kiều, khách trong nước thì thắt chặt chi tiêu nên sức mua giảm mạnh. Những mặt hàng xa xỉ không thiết yếu thì càng khó bán hơn. Tính tới thời điểm hiện tại, lượng khách chưa bằng một nửa so với những năm trước. Chưa bao giờ thấy bán ở chợ này là gần 40 năm rồi đó, trầm cảm luôn á, chết luôn á, ngồi ngóng từng người khách á, thấy vậy chứ mệt mỏi lắm. Nói chung là mình lấy hàng thì xe nó dẫn cho lưu thông hàng quá lên nên mình không có sợ thiếu hàng. Nhưng mà hả, chợ quá ế nên mình không có dám lấy hàng đâu. Hai năm rồi, dịch năm trước thì còn đỡ, dịch năm nay thì quá phức tạp cho đến nền kinh tế. Nói chung là mình ráng cầm cự. Tại các
các siêu thị lượng khách cũng không đông như cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá trị giỏ hàng và số lượng sản phẩm trong một lần mua của khách có xu hướng tăng, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm, giỏ quà Tết, đồ dùng gia dụng, thời trang. Hiện các hệ thống bán lẻ vẫn duy trì các chương trình kích cầu và đảm bảo nguồn hàng cung cấp xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán. Các doanh nghiệp kỳ vọng sức mua dịp cận Tết Nhâm Dần 2022 sẽ cao hơn dịp Tết năm ngoái khoảng 20%. So với cùng kỳ năm trước thì có giảm hơn một ít. Tuy nhiên là chúng tôi đang kỳ vọng, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán sắp đến thì nhu cầu mua sắm sẽ tăng cao, và kết hợp với các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và nhiều các hoạt động của Aeon thì chúng tôi hy vọng khách hàng sẽ dần quay trở lại Aeon và khôi phục như trước đây. Thì chúng tôi mong rằng khách hàng an tâm đến Aeon mua sắm và dễ dàng chọn lựa cho mình những sản phẩm chất lượng và giá cả hợp lý. Để đáp ứng nhu cầu từ đây đến cuối năm thì Lotte có rất nhiều chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng, và cái lượng hàng thì cũng có kế hoạch dự trữ nguồn hàng đảm bảo khách hàng đến mua sắm được lễ Tết tới là dự trù khoảng từ 20-30% cho khách hàng, đảm bảo vấn đề là bình ổn giá, là không có bị vấn đề biến động về giá. Và Lotte luôn luôn đảm bảo vấn đề là giá là sẽ ổn định, không có tăng trong dịp lễ Tết. Tuy sức mua giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng so với những tháng trước, sức mua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự phục hồi. Các siêu thị, tiểu thương tại chợ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh kích cầu cùng với bán hàng trực tuyến, với kỳ vọng nền kinh tế sẽ ổn định trong năm mới.